thần tài. Thần tài thì phải có tinh anh thần tài thì mới đánh được. Nó cũng giống như là, không nhá, sát shooter nhá, nhiều khi đánh 4 sát shooter vẫn khỏe. Không cần 6, không cần 6, chỉ cần 4 là được rồi. Nhưng mà thần tài thì phải là 6. Thần tài thì phải là 6. Kiếm súng. Top 1 donate 5 lít nước mía à? Thôi thôi rồi, 5 lít nước mía về gội đầu trả hết đi chứ. Ngày uống một cốc thôi, uống nhiều nó đái đường đấy anh em ạ. Ngày uống một cốc chơi chơi thôi. Hunter chơi không? Chơi không? Có chơi không hay là mình sẽ đợi thần tài? Theo anh em thì nên chơi hay là nên đợi thần tài? Con này ngon nhá, con này rất ngon luôn đấy. Con Yasuo duelist thì hơi ngon đấy. Bỏ đi là tôi cũng hơi tiếc đấy. Đồ này là đồ đánh duelist được cái này. Đồ này đánh duelist hơi ngon này. Để mà bỏ là cũng có tí tiếc nuối đấy. Nào bây giờ suy nghĩ nào, thần tài đúng không? Thần tài gõ cửa, thần tài gõ cửa. Spirit Keeper. Nhảy. Đánh không? Nào các sếp cho xin ý kiến là có đánh không ạ? Không thích lại đổi, không thích lại đổi. Không vấn đề gì cả. 9 cũng tít không? Nhưng mà không thích thì lại đổi ngay lập tức bây giờ, không vấn đề gì hết. Hỏi thật, nếu mà đánh thì đánh 9 cũng tít nó không khỏe lắm đâu. Meta này thì 9 cũng tít về late game thì trừ khi là mấy con đam chính up lên level 3 thì đánh thì ok, vẫn có thể đánh được. Phải là thần tài à? Hút vội cái gì đâu, cái gì đâu mà hút. Tôi đâu có hề thích con đấy đâu, không hề. Không thích, nói thẳng là không thích tẹo nào luôn đi. Con thần tài thì bao giờ nó mới ra thần tài cho mà đánh. Phải là thần tài cơ à? Ok, thì thần tài nào thì thần tài.
Thần tài thì thần tài đây, thần tài đây, được, thần tài. Mà khó lắm. Cái tỷ lệ ra con tinh anh của mình mong muốn nó khó lắm. Nhiều khi nó tự đến, mình không có nhu cầu, nó tự đến. Nhưng nhiều khi mà nắn á, các bạn nắn đang rời, các bạn ngồi cả buổi chiều, các bạn đẽ mắt thấy con thần tài nào, thật nó nhanh. Dirt. Về dirt. Nidalee Warlock. Ai ôi kìa. Thần tài nó kiểu như không tặc. Giống nhau đến 80%. Giống nhau đến 80% nha. Wolf strikes. Let me at him. I stand ready. Vô cực. Thần tài. Con này là Brawler. Con này là Vanguard. Một chày vào đầu. Con nào khắc chế Z Sade bình thường mà Z Sade bây giờ nó vừa mới có một cái đợt nớp con Z mà nó giảm đam đi rồi, bình thường thôi, đừng có bị căng thẳng quá. Lúc nãy cái trận mà tôi đánh 6 sát shooter tôi bắn được thằng Z thì cũng cong mẹ cả đít lên tụt cả quần ra mà chạy. Đấy, cái kiểu nó cứ phải chê cơ, cứ phải khinh bỉ. Phải khinh bỉ nó, dè bỉu nó. Coi nó như một con rác rưởi. Đó, thì nó mới ra. Ngay từ đầu mà các ông còn đi tìm Z thì còn lâu nó mới ra ra các ông. Chán thế, bây giờ lại thành mẹ ăn nuốt lời rồi, chán lắm rồi. Các viewer éo hiểu cho tôi. Éo hiểu gì. Bình thường thôi, bình thường thôi. Every web a masterpiece. A feast awaits. 2, 4, 6, 8, 10. Bà còn Z rách mà, yếu mà, không khỏe lắm đâu anh em ơi, anh em phải tin tôi.
Bây giờ mình chơi với nhau mình phải trên cái cơ sở là phải tin tưởng cơ. Anh em không tin khó chơi lắm, khó chơi với nhau lắm. Phọc 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 cái mẹ cháu ấy mà phọc. Phọc 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 14 17. So good. So fucking good. Yeah. À, trông kéo ai không? Hơi mê luôn. Ôi mê ly. Mê ly. Oh mê ly. Mê ly đời ta. Căng 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 căng. Ôi Melly vãi lìn. Level 6 Grid cung. Đấy, phải là 3, ít nhất là phải 3 sa đe. Các bạn cứ hình dung là cái ngưỡng sức mạnh của cái bộ sa đe này nó giống với cả cái bọn độc xét ngày xưa ấy. Các bạn có nhớ bộ xét không? Các bạn có nhớ bộ xét? Ờ, 2 xét thì rất là yếu. 2 xét thì chỉ có con On và con Volibear là 2 xét rồi. Nhưng mà 3 xét thêm con Z là nó rất khác rồi. Mà bắt để con lắc set mà 4 set thì nó mới là đẳng cấp. Thì cái này cũng vậy, cái sa đe này cũng vậy. Cái ngưỡng chênh của nó xa lắm. Này, hai con sa đe được có 100 bonus đam. 3 con được hẳn 350. 4 con được 700 bonus đam, nó là đẳng con mẹ nó cấp luôn. Oh shit, oh shit, oh shit.
ta đua lít rồi, ta đua lít rồi. Ta đua lít rồi. Rồi rồi rồi, tôi nhìn thấy con Z rồi, bình tĩnh, bình tĩnh, tôi đang ngồi tôi ngắm thằng này. Tôi đang ngắm thằng này, tôi đang xem nó đánh bao nhiêu con Duelist. Cái này nó có hai con Nico này, đẳng cấp này. Ba đồng. Bán nha, bán cho 50 đồng nhá. Thôi, thôi được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, từ từ thì khoai nó mới nhừ được. Ai rất nhiều lần tôi đánh cái bộ Z này gặp đều thua Talon, đều thua Talon, cái kinh khủng lên, thỉnh thoảng bị mấy thằng Talon mà cắn vào đít tức đéo chịu được.
less talk and more fighting. I see shark food. Shit! Còn mẹ nữa. Đai lưng và giáp. Đai lưng và thằng trúc bài rồi. Có thằng đánh trúc bài thế này thì chắc là không roll ra được rồi. Lại phải đi tranh nhau bài với cái thằng chết tiệt kia. À ui. Hai thằng đánh Z. Hai thằng đánh Z. Không ổn rồi, không ổn rồi. Hai thằng xa đe là thì nó vất vả rồi đấy, vất vả rồi đấy. Đồ chuẩn đấy chứ. Cung please, cho em một cái cung please. Đây rồi, đây rồi. Ui, đi mẹ tưởng không có cung thì ngồi khóc rưng rức ấy. Ok, ok, Lady Killer. Có thể người ta đang làm cho em buồn. Yo, có thể người ta đang làm cho em vui. Kéo roll nữa.
35 20. Ai à. Ê, thằng hình nha, không nhìn thấy mình nha. My God. Đây là lý do vì sao không lắp Solari này. Đam, phải là đầu đam. Oh shit. What conflict awaits? A challenge. Dirt. Mike. You're in fight range. Mà nó ăn trong một thì chúng như thằng ngu. Ăn trong một Evelyn một. Chúng chó kia đã bắt hết rồi. Chó kia bắt hết rồi. Đây này, nội này, cụ nội của Z đây này. Đây là cụ nội của Z này. Đấy. Skin rank của mình cũng sờ được vào người thằng này. Z2 enemy tảo lao mình giao. Nhưng mà nó lại có Kane rồi. Nó lại có Harry Kane rồi các bạn ạ. Cay thật. Mình phải lên level 9. Chắc phải lên level 9 mất thôi. Tao ra khốn, thả bố mày ra, mất mấy cái kiếm súng rồi, mất cái kiếm súng rồi. Kinred có thể cầm cả vọng âm nhá. Kinred 3 cầm vọng âm là hơi bị ỉ cư luôn đây này, phê lòi tài phòi luôn. Thực ra thì cái này cũng được thôi, không vấn đề gì cả. Top vào giúp bà lầm nhưng mà nó cứ thiết yếu nào ấy. Nó lại là một cái gì đó vãi lót đấy, là vãi lót đấy. Giết nó đi, giết thằng này đi, giết hộ tôi thằng này đi.
please, 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 please. Ta lông đúng không? Bắt đầu ta lông bắt đầu nhảy đấy. Tao phải giết mày. Tao ghét ta lông. Tao ghét. Tao ghét. Tao ghét ta lông. Tao ghét. Tao ghét. Tao ghét ta lông. Ê, mà lại thua ta lông rồi. Mày cứ lần nào gặp ta lông mà tôi thua. Con mẹ nó kèo. Nhiều đồ thế. Oh my god. Ôi ăn lịt rồi. Mày gặp mấy thằng tắc tơ này khó ỉa lắm. Yếu, thằng này yếu. Sắp shooter yếu. Xong sắp shooter này là yếu rồi. Bạn mình yếu rồi. Ma, cái thằng xà đen nó vẫn chưa chết ạ. Nó đâu rồi? À, nó chết rồi, nó chết rồi, nó chết rồi. Đây, xà đen chết rồi. Ok, ok, ok. Thế giới này là của bố mày rồi. Thế giới này nhìn mà cảm thấy nó khó hiểu quá là vớ vẩn, là tôi phải roll ấy. Cái bán này không up cấp được rồi, không thể up cấp được. Nó sẽ kết thúc trước khi tôi đủ tiền tôi up cấp để tôi cho thêm một này vào để tôi lấy mystic. Thằng này đam chính là đam vật lý này, thằng này cũng là đam vật lý này, thằng này là đam hỗn hợp này. Nếu mà như vậy thì cố làm gì đúng không? Cố lên level 9 chỉ để lấy một cái mystic làm cái gì? Không tít ba con thì coi như là không có đi, thật sự ba con không có ý nghĩa gì cả. Thôi. Drone thôi. Như nào? Hay thật. Mình mày có Hurricane à? Ta cũng có Hurricane nhưng mình mày có Hurricane à? Oh shit.
Alo, như nào? Trời ơi, dăm ba con ta lông rách, lợn sữa nó xiên tôi 2 round các bạn ạ, mid game nó xiên tôi 2 round, 2 con lợn sữa này. À, con lợn sữa ta lông này, con lợn sữa ta lông này. Tôi đã nói với các bạn ngay từ đầu là Z nó yếu thôi, bây giờ Z nó yếu rồi, nó yếu đi nhiều rồi. Nhưng mà có một cái trường hợp đặc biệt nó vào tay tôi lại khỏe. Vào tay tôi lại khỏe quá các bạn ơi. Nó vào tay tôi nó lại khỏe. Ôi thế chứ lì. Thế sao thế nào ấy nhỉ? Các bạn đánh Z kiểu gì? Tôi đánh Z vẫn thấy nó yếu mà sao nó vào tay tôi nó vẫn cứ khỏe nhỉ? Oh shit. Oh my god. Xăm ba con ta lông rách này, bố mày không đẻ ra mày đấy chó. Tôi xin lỗi các bạn là tôi nói hơi bậy một chút nhưng mà tôi cay có một vài con cờ trong này. Vì sao tôi lại cay con ta lông nhiều như vậy? Tôi đánh ta lông thì không bao giờ nó ra. Không bao giờ nó ra. Mà tôi cứ gặp chúng nó đánh ta lông thì tôi thua. Nên tôi cay con ta lông này còn cay hơn con giờ hit nhiều. Anh em thông cảm. Cay chứ. Cay literally. Sợ đấy. Sợ thì cũng sợ đấy. Gặp ta lông thì cũng kinh. Nhưng mà không được rồi. Trong này hết rồi. Trong này rồi. Nó ở trong này này. Chạy làm sao thoát được. An tính. Đừng có nói chuyện.